Hello, xin chào quý vị. Lý Hương đang có mặt ngay góc đường Hùng Vương cắt với lại đường Sư Vạn Hạnh. Đây là quán cà phê Thúy ha. Hôm nay thì có một trận bóng đá giữa Việt Nam với lại Malaysia, đá trên trận sân nhà của mình ở sân Mỹ Đình. Ở đây là không khí Sài Gòn của chúng ta. Mọi người thường là đi ra cà phê rồi xem bóng đá chung với nhau, hò hát cho nó vui đấy. Ghi lại không khí cho mọi người đây. À, rất là đông ha. Bây giờ thì Lý Hương với lại Lý Hiền với lại anh Tuấn Dương, chủ kênh Sài Gòn NA, với lại một anh đến từ Mỹ sẽ đi qua một cái chỗ có xem bóng đá, có thức ăn. Vừa ăn mà vừa xem bóng đá luôn. Đây là một thú vui rất là tao nhã ở Sài Gòn ha. Mình vợ chồng nhau chở nhau đi bỏ bóng đá. Đây là ăn Đông Plaza nè quý vị, khá là đẹp ha. Đúng rồi, đấy, mấy quán nhậu. Sau đó thì mấy vị khách du lịch đi đợt này không hiểu đây, mình phải dừng để đợi, đúng rồi. Rồi mình nép ở bên cái góc này đi. Không, nép ở bên cái góc này luôn. Đi Huỳnh Mẫn Đạt luôn. Rồi, rồi quẹo ở đây nè. Quẹo 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 quá Huỳnh Mẫn Đạt. Ở đây Lý Hương đang chạy trên đường Trọng Phú hả quý vị. Vào ngày mà Việt Nam đá với lại Malaysia trên sân nhà trận chung kết. Chúng ta đang đi đến góc đường Nguyễn Trãi các với Trần Phú. Ngày xưa đường Nguyễn Trãi có tên là đường Cây Mai. Ở ngay những góc đường thì thường mọi người bán cờ đen. Mình chạy thẳng đường Trần Vũ luôn ha. Chúng ta sẽ đi sang khu vực cầu Nguyễn Tri Phương. Áo và cờ băng rôn, biểu ngữ với lại kèn ha, là những vật mà bán rất là chạy vào những cái thời gian mà bóng đá của chúng ta đá với một ai đấy, một đội tuyển nào đấy. Bây giờ thì chúng ta đến đường Nguyễn Duy Phương cắt với lại đường Trần Phú. Đây, còn Nguyễn Duy Phương đây quý vị. Nhưng mà đoạn này đoạn một chiều ha, chúng mình sẽ quẹo cái đường này. Bây giờ là khoảng hơn 7 giờ đấy nha. Mọi người ùa ra đường ăn uống với nhau, xem đá bóng với nhau ha. Gần như là các quán ăn, các quán cà phê đều phải trang bị trên màn hình tivi. trung tâm văn hóa quận 5 ha. Quán ăn nào mà không mà trang bị là màn hình tivi là sẽ không có đắt đâu. Đây, đúng rồi, chúng ta sẽ quẹo phải lên. Lên cầu Nguyễn Tri Phương. Cầu này cấm người đi bộ không? Bên đây vẫn còn đang xây nè quý vị. Sau đó thì tiếp tục sẽ qua cầu Trấn Hưng ha. Rồi, gặp đèn đỏ rồi. Rồi, bây giờ lên cầu Trấn Hưng nha quý vị. Về đêm, cầu Trấn Hưng về đêm khoảng 8 giờ ha, không, hơn 7 giờ thôi. Đẹp trai đâu rồi. Bên đây cũng đang bán đồ hoa. Đâu rồi ta? Đâu rồi? Ơi Mỹ Hiền. Cái gì vậy? Không thấy hả? Hết hồn. Từ từ. Từ từ, hình như vừa qua cầu Trấn Hưng thôi mà. Lát vô xíu rồi đi gọi cái. Đường Phạm Hùng nha quý vị. Come on. chạy ghé biết đâu ta. Cháu dừng lại gọi cái đó đi Hiền ơi. Đây quán này nha quý vị. Đấy rồi, xin mời cả nhà vô vừa ăn vừa chơi vừa xem bóng đá với lại Lý Hương. Quán Kim Sơn ẩm thực sân vườn ở số C3 trên 13 Phạm Hùng. À, gặp người quen rồi. Hơi vắng nè, quán này hơi vắng. Rồi, xin mời cả nhà đi vô quán Kim Sơn ở bên đường Phạm Hùng nha. Có hơi đều hơi vắng. Tưởng hoành tráng lệ. Ẩm thực sân vườn Kim Sơn. Hello Lý Hiền. Hello. Dạ. Hôm nay Lý Hiền với Lý Hương với anh Xuân Duy đi gặp một anh là anh Hiền hả Lý Hương nhỉ? Cũng là tên Hiền. Ok, đó, đó anh Hiền đang ngồi rồi. Ta cùng đi ăn cùng đi chơi bóng đá nhé. Ok, bye bye. Gặp lại sau. Bye 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 bye.